Giáo viên cả học sinh không đi học thêm hóa thật luôn hả? Hiệu trưởng nói gì? Nói xấu nhau trong quá trình học tập, nữ sinh cầm dao bầu tấn công bạn. Vụ cô giáo ở Hà Nội bị đối tượng xăm trổ đeo bám, Sở Giáo dục và Đào tạo mời cô giáo lên làm việc. Xe khách lao xuống ruộng lật ngang, hai hành khách tử vong. Bóc gỡ từng mắt xích đường dây ma túy lớn, chùm ổ nhóm núp bóng ở tiệm tạp hóa. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Việt Nam Plus. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin, còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi phần thông tin chi tiết. Mới đây, mạng xã hội đang xôn xao với thông tin giáo viên PL, chủ nhiệm lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, nhắn tin cho học sinh với nội dung liên quan đến việc gạ học sinh học thêm. Cô giáo nhắn tin cho học sinh: "Các bạn ơi, bài trong lớp không giải kịp mà cô thấy các bạn không học thêm, vậy các bạn chỉ học những gì trên lớp thôi phải không? Trên lớp cô không giải kịp đâu, từ lý thuyết tới bài tập cơ bản, dạy hết giờ là ngưng thôi, phần còn lại các bạn tự học ấy." Sau đó cô giáo này nhắn thêm: "Các bạn không học thêm hóa thật luôn hả? Rồi hiểu gì chứ?" Qua trao đổi, lãnh đạo trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh cho biết, nhà trường đã nắm bắt vụ việc và đã yêu cầu cô PL viết tường trình. Trong bản tường trình, cô PL cho biết, đầu năm học 2024-2025, cô nhận được sự phân công của trường dạy môn hóa và chủ nhiệm lớp 12A1. Lớp có tạo một group chung gồm các thành viên của lớp và cô giáo chủ nhiệm. Cô PL viết trong bản tường trình: "Trong thời gian đầu học tập, qua trao đổi với giáo viên dạy lớp năm trước, tôi nhận thấy học sinh còn yếu, mất kiến thức sau hè, nên có đưa ra lời khuyên các em nên học thêm các môn định hướng thi tốt nghiệp để thuận lợi và vào được trường đại học mong muốn. Các em có thể học trung tâm hoặc vài thầy cô mà các em thấy tiếp thu được. Thứ hai, theo tình hình học tập chung của lớp, tôi vừa dạy bổ sung lại kiến thức 11 cho các em. Do các em vốn học lực chưa tốt và nghỉ hè hoàn toàn không ôn lại nên gần như quên hết. Tôi có trao đổi với lớp là với thời lượng phân phối, tôi chỉ kịp dạy bài cơ bản phần bài tập, kiến thức nâng cao không thể dạy kịp." Cũng trong bản tường trình này, cô PL tự nhận sự việc trên đã bị học sinh cắt, lược, đưa lên Face, gây ảnh hưởng không hay về giáo viên nói chung, trường chúng ta và giáo viên trường nói riêng. Đánh giá về sự việc của cô PL, ông Nguyễn Tấn Sĩ, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh cho biết, cô PL đã vi phạm vào các quy định về dạy thêm học thêm. Vì thế cô L sẽ không nhận được tiền thu nhập tăng thêm của quý 3 năm 2024, bị ảnh hưởng đến đánh giá thi đua. Ngoài ra, nhà trường cũng đánh giá sự việc liên quan vào các đánh giá thi đua cá nhân, đánh giá viên chức cuối năm học của cô PL. Thời gian qua, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhiều học sinh vì không kiểm soát được hành vi đã xảy ra tình trạng ẩu đả, xô xát, thậm chí có những vụ việc để lại hậu quả thương tâm, gây rúng động dư luận. Mới đây phải kể đến vụ nữ sinh ở Vĩnh Phúc dùng hung khí tấn công bạn học cùng lớp trọng thương chỉ vì nói xấu nhau trong quá trình học tập. Qua tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 16 giờ ngày 7 tháng 10, Công an thành phố Vĩnh Yên tiếp nhận tin báo của trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, địa chỉ phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên về việc 15 giờ cùng ngày tại trường xảy ra vụ cố ý gây thương tích. Nạn nhân là cháu TTT, sinh năm 2009, học sinh lớp 10A6, trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, trú tại xã Tam Quan, huyện Tam Bảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của người liên quan. Theo đó, người gây thương tích cho cháu T là nữ sinh THM, sinh năm 2009, trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, học cùng lớp với nạn nhân. Sau khi xảy ra vụ việc, giữa hai học sinh THM và TTT có những lời nói xấu nhau trong quá trình học tập, sinh hoạt. Ngày 7 tháng 10, khi mâu thuẫn âm ỉ không được giải quyết, dẫn tới M cầm dao bầu tấn công gây thương tích cho T. Sau đó, cháu T được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện sức khỏe nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Liên quan đến việc giáo viên trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội cầu cứu công an vì bị một đối tượng xăm trổ theo dõi trên đường về nhà, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã mời cô giáo này cùng 15 giáo viên khác để làm rõ các nội dung trong tâm thư mà các giáo viên này đã gửi cơ quan chức năng. Ngày 7 tháng 10, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản mời cô giáo T và 15 giáo viên trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội làm việc với sở này vào ngày 9 tháng 10. Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng mời chủ tịch công đoàn của trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Khương Hạ để có cơ sở giải quyết các nội dung trong tâm thư. Được biết, trong tâm thư, cô T và 15 giáo viên khác phản ánh về công tác dạy học và quản lý, thu chi tài chính tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Khương Hạ.
Trước đó, theo phản ánh của cô Tê, giáo viên trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Khương Hạ cho biết bị một đối tượng xăm trổ lạ mặt bám theo khi cô đi xe buýt từ trường về nhà. Theo cô Tê, nguyên nhân khiến cô nghi ngờ mình bị đối tượng lạ mặt theo dõi có thể liên quan đến việc cô và một số giáo viên khác viết tâm thư gửi bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan phản ánh về vấn đề tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Khương Hạ. Sau khi sự việc xảy ra, công an quận Thanh Xuân đã mời đối tượng lạ mặt này lên làm việc. Trưa 23 tháng 9, sau khi làm việc với cơ quan công an, đối tượng lạ mặt đeo bám cô giáo T đã ngồi uống nước với một người đàn ông được cho là bảo vệ của trường, nơi cô công tác. Vị trí quán nước được xác định cách trường khoảng 150m. Được biết, người bảo vệ này tên H có mối quan hệ với kế toán tại trường tên là N. Ngày 7 tháng 10, Trung tá Phạm Như Cương, đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an quận Thanh Xuân xác nhận đối tượng xăm trổ bám theo cô giáo T có mối quan hệ xã hội với bảo vệ H của trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Khương Hạ. Ông Cương cũng xác nhận bảo vệ H và bà N, kế toán trường là vợ chồng. Những vấn đề liên quan đến đơn thư phản ánh về trường sẽ do Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giải quyết. Theo đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an quận Thanh Xuân, công an đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa và răn đe, yêu cầu nam bảo vệ trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Khương Hạ cam kết không tái phạm. Thời gian gần đây ghi nhận liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề cả về người và của. Mới đây nhất tại Nghệ An, khi đang lưu thông trên quốc lộ, xe khách bất ngờ lao xuống ruộng, lật ngang khiến hai hành khách tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra khoảng 3 giờ ngày 8 tháng 10 ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Vào thời gian trên, xe khách hãng Thanh Tâm mang biển kiểm soát 37B022XX chạy tuyến Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, thành phố Vinh khi đi trên tuyến quốc lộ 7C đoạn qua xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc đã bất ngờ lao xuống ruộng bên đường lật ngang. Vụ tai nạn đã khiến bà MTT, sinh năm 1973, trú tại xã Hữu Kiểm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, và bà XTL, sinh năm 1971, trú tại xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, tử vong. Tại hiện trường, chiếc xe khách lật nằm ngang dưới ruộng, phần kính lái xe khách bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn đã khiến giao thông trên quốc lộ 7C ách tắc. Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây ma túy quy mô có trang bị lượng lớn súng đạn. Qua đó, công an khởi tố 5 đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Triệt phá ổ nhóm này, công an ở thành phố Hồ Chí Minh thu giữ lượng lớn ma túy và 5 khẩu súng cùng đạn dược. Đối tượng cầm đầu là thanh niên 26 tuổi, khai nhận hàng từ anh hai ở Campuchia. Đối tượng cầm đầu được xác định là Trần Quang Hiệp, 26 tuổi, quê Long An. Hiện Công an quận Bình Tân đang chuyển giao các đối tượng và tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh để mở rộng điều tra xử lý theo thẩm quyền. Theo thông tin điều tra ban đầu, qua công tác nghiệp vụ giữa tháng 8 vừa qua, Công an quận Bình Tân phát hiện ổ nhóm ma túy hoạt động trên địa bàn. Ban đầu, công tác trinh sát đưa vào tầm ngắm đối tượng Quách Ngọc Quý, 34 tuổi, quê Long An, thường điều khiển ô tô biển số 62A40613. Đi giao ma túy tại quận Bình Tân. Tập trung điều tra, công an xác định trùm của ổ nhóm này là Trần Quang Hiệp, như nói trên, núp bóng tại tiệm tạp hóa Anh Thư ở xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tập trung điều tra, công an nhận diện những mắt xích trong đường dây này, xác định thời cơ chín muồi, công an quận phá án. Lúc 3 giờ rạng sáng 14 tháng 9, trinh sát phục kích bắt giữ Quý khi đang điều khiển ô tô giao hàng cho khách tại đường Dương Tự Quán, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Khám xét trên ô tô, công an thu giữ 997 gram ma túy ở thể rắn, loại methamphetamine. Quý khai trước đó tối 13 tháng 9, theo sự phân công của Hiệp, đã gặp người đàn ông không rõ lai lịch tại cổng khu công nghiệp Đức Hòa, tỉnh Long An, nhận ma túy. Tối đó, Quý mang hàng về nhà riêng cũng là tiệm tạp hóa Anh Thư của Hiệp để chia thành hai gói nhỏ. Quý tiếp tục điều khiển xe đi giao gói ma túy cho Võ Trọng Nhân, 34 tuổi, quê Tiền Giang, tại giao lộ Hùng Vương, quốc lộ 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Quý lại di chuyển đến quận Bình Tân. Trong khi chờ giao gói hàng còn lại cho đầu mối khác, thì bị trinh sát ập đến bắt giữ. Quý còn khai tay chân của Hiệp là Phạm Sang Em, 28 tuổi, quê Long An. Từ lời khai này, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng với Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An để truy xét bắt giữ đối tượng Em. Khám xét nơi ở, công an thu giữ lượng lớn ma túy, được chia nhỏ thành các gói ni lông, cùng một khẩu súng và 2 viên đạn. Phạm Sang Em khai số ma túy là mang đi cất giấu theo chỉ đạo của Trùm Hiệp, còn khẩu súng là do người bạn xã hội nhờ cất giữ dùm. Đối tượng còn khai là tay chân tham gia đóng gói đi giao ma túy theo sự chỉ đạo của Hiệp.
Quá trình truy xét, công an bắt giữ các đối tượng liên quan, trong đó khi bắt giữ một đầu mối mua hàng từ Hiệp là Nguyễn Thanh Phương, 40 tuổi, quê Long An, công an thu giữ ma túy cùng 2 khẩu súng và 26 viên đạn. Phương khai mua số súng đạn trên mạng xã hội từ 4 năm trước để phòng thân. Bắt giữ đầu mối khác là Võ Trọng Nhân, 34 tuổi, quê Tiền Giang, công an thu giữ ma túy cùng 2 khẩu súng. Nhân khai do khách hàng mua ma túy không đủ tiền trả nên giao cho Nhân 2 khẩu súng để cấn trừ. Riêng Trùng Hiệp bị bắt giữ tại một khách sạn ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức với số ít ma túy. Hiệp khai nhận quen biết với một đối tượng tên Bi, thường gọi là anh Hai, tại Campuchia từ tháng 7 năm 2024. Anh Hai giao cho Hiệp nhiệm vụ tìm nơi cất giấu ma túy từ Campuchia chuyển về và bán lại cho các đầu mối cấp dưới theo chỉ định của ông Trùm giấu mặt tại Campuchia. Khi bán chót lọt 1 kg ma túy thì anh Hai trả công cho Hiệp 10 triệu đồng. Hiệp dùng Quách Ngọc Quý và Phạm Sang Em để phụ giúp đóng gói, đi giao dịch và trả công khi mỗi lần đi giao hàng. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra. Mới đây, trong khu vực một trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mùi lạ nồng nặc, khiến hai cô giáo của trường ói mửa ngất xỉu. Để đảm bảo an toàn sức khỏe của học sinh, nhà trường quyết định cho học sinh ngừng ăn bán trú trưa mùng 8 tháng 10 và yêu cầu phụ huynh đón về. Ngày 8 tháng 10, tại trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xuất hiện mùi lạ, nồng nặc như mùi thuốc sâu, khiến hai cô giáo ói mửa, ngất xỉu. Sau khi nắm tình hình, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lợi đã thành lập đoàn xuống lập biên bản và kiểm tra khu vực xung quanh trường. Nội dung biên bản cho biết khoảng 7 giờ 30 đến 10 giờ cùng ngày, trong khu vực trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh có mùi lạ như mùi thuốc sâu. Vì mùi quá nồng khiến cho một nhân viên trong trường phải nhập viện cấp cứu và một nhân viên bị ói mửa đang nằm tại trường. Để đảm bảo an toàn sức khỏe của học sinh, nhà trường và địa phương đã quyết định cho học sinh ngừng ăn bán trú trưa mùng 8 tháng 10 và yêu cầu phụ huynh đón về. Được biết, đến thời điểm hiện tại chưa có học sinh có biểu hiện bất thường. Sáng cùng ngày, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lợi đã có báo cáo nhanh gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, Công an thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo để có sự phối hợp xử lý sự cố. Nội dung báo cáo nêu rõ, sáng mùng 8 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lợi phát hiện có mùi hôi xung quanh khu vực tổ dân phố 3, 4, 5, 6, 10 và trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh. Qua kiểm tra thực tế, hiện có hai cô giáo bị ngộ độc cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột. Tại trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, đang trong giờ học và chuẩn bị giờ ăn trưa vẫn có mùi hôi. Để đảm bảo công tác an toàn cho học sinh, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lợi đã làm việc với nhà trường, thông báo cho các phụ huynh đón các cháu về, đồng thời không ăn trưa đối với các cháu bán trú để đảm bảo sức khỏe cho giáo viên và các em học sinh. Các cơ quan đơn vị đang tiếp tục phối hợp để xử lý vụ việc. Tại hội nghị thông tin từ tình hình công dân công đoàn và dự án luật công đoàn sửa đổi sáng mùng 8 tháng 10, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, vừa qua đoàn viên người lao động đề xuất bổ sung 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 để kéo dài dịp nghỉ đến hết mùng 5 tháng 9. Lý giải về căn cứ của đề xuất này, ông Hiểu dẫn mức bình quân ngày nghỉ lễ Tết trong năm của các nước Đông Nam Á khoảng 16 đến 17 ngày, trong khi của nước ta chỉ là 11 ngày. Riêng Trung Quốc dịp Quốc khánh đã được nghỉ lên đến 7 ngày. Cho nên ông Hiểu cho rằng dư địa tăng số ngày nghỉ lễ Tết trong năm vẫn còn. Vì sao lại chọn đề xuất tăng ngày nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thay vì kéo dài dịp Tết Nguyên đán? Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, dịp Tết người lao động đã được nghỉ dài ngày. Vì vậy, đơn vị này mong muốn được tăng số ngày nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 để giãn khoảng thời gian nghỉ trong năm, gần như hơn một quý là có một dịp nghỉ. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đây là cơ hội cho công nhân được về thăm gia đình, đưa con đi chơi trước khi bắt đầu năm học mới. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục nghiên cứu đề xuất về việc tăng số ngày nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trước đó, gửi kiến nghị đến Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam tháng 12 năm 2023, đoàn viên đề xuất nghiên cứu tăng ngày nghỉ lễ Tết hàng năm và thời điểm thích hợp vì số ngày nghỉ của Việt Nam hiện thấp hơn bình quân chung của các nước Đông Nam Á và thế giới 5-6 ngày. Cụ thể, người lao động mong bổ sung 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh để kéo dài dịp nghỉ lễ từ mùng 2 tháng 9 đến hết mùng 5 tháng 9. Tạo cơ hội cho công nhân, lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng. Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xin ý kiến 16 cơ quan bộ ngành về hai phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025. Phương án 1, nghỉ lễ Quốc khánh 2 ngày theo quy định, trong đó nghỉ mùng 2 tháng 9 và một ngày liền kề trước mùng 2 tháng 9. Công chức viên chức người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025 từ thứ Bảy đến ngày 30 tháng 8 năm 2025 đến hết thứ Ba ngày 2 tháng 9 năm 2025 dương lịch.
Với phương án này, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025, công chức viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hàng tuần. Phương án 2, nghỉ lễ Quốc khánh 2 ngày theo quy định, trong đó nghỉ ngày 2 tháng 9 dương lịch và 1 ngày liền kề sau ngày 2 tháng 9. Công chức viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025 từ thứ Ba ngày 2 tháng 9 đến hết thứ Tư ngày 3 tháng 9 dương lịch. Như vậy, với phương án này, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025, công chức viên chức sẽ được nghỉ 2 ngày. Với hai phương án được đưa ra, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất thực hiện theo phương án 1, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025, gồm có 4 ngày, 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hàng tuần. Thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024 dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ngày 8 tháng 10, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề Bàng ơi. Trưng bày được chia làm hai phần, những cây bàng trong nhà tù Hỏa Lò và Bàng ơi. Trưng bày cũng là lời tri ân, tưởng nhớ, công lao, sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ yêu nước, cách mạng bị thực dân Pháp bắt, giam tại nhà tù Hỏa Lò. Trong nhà tù Hỏa Lò ngày ấy, những cây bàng là người bạn gần gũi, thân thương, đồng hành và gắn bó mật thiết với đời sống của tù chính trị. Cây bàng âm thầm giúp người tù vượt lên những khắc nghiệt chốn địa ngục trần gian. Gốc bàng là nơi đặt hòm thư mật của tù nhân. Cảnh bàng rụng xuống qua những bàn tay khéo léo, đéo gọt đã trở thành tẩu thuốc, quản bút, đũa ăn cơm, nhạc cụ. Tù chính trị còn dùng vỏ bàng để sắc nước uống, chữa bệnh đường ruột rất hiệu quả. Đặc biệt trong lúc khó khăn gian khổ, quả bàng được coi là thần dược, nguồn vitamin hay liều thuốc bổ. Quả bàng chín được anh em nhặt về gửi cho ban sinh hoạt, rồi chia cho những đồng chí đau ốm, cần sớm phục hồi sức khỏe. Mỗi ngày được ăn những quả bàng chín cả vỏ lẫn nhân. Cùng với giá đỗ tự làm, nhiều tù chính trị đau yếu lâu ngày đã dần hồi phục. Đầu xuân năm 2001, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi các cựu tù chính trị và tham quan di tích nhà tù Hỏa Lò. Sau đó, đồng chí Tổng Bí thư đã trồng cây bàng kỷ niệm trong sân trại nữ. Hơn 20 năm trôi qua, cây bàng non giờ đã sum suê, tỏa bóng mát, trở thành điểm nhấn nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều trưng bày, chuyên đề tổ chức tại nơi đây. Không gian triển lãm Bàng ơi còn giới thiệu những sự thật thú vị về cây bàng như mầm bàng xoắn ốc, công dụng chữa bệnh của bàng. Cây bàng có tuổi thọ lớn nhất tại Việt Nam năm 2020. Tất cả tạo nên một không gian trải nghiệm về sự sống động của bàng. Trong trưng bày còn có không gian mô tả cây bàng 3D, nơi giới thiệu các sản phẩm lưu niệm gắn với cây bàng tại Hỏa Lò, tạo nên một điểm nhấn thu hút. Trưng bày chuyên đề Bàng ơi sẽ kéo dài từ 31 tháng 12 năm 2024 tại di tích nhà tù Hỏa Lò, số 1 phố Hỏa Lò, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.